tùy hỏi anh em là trong những ai đang xem video này biết về cái bộ phim hoạt hình Thomas và những người bạn. Anh em có nhớ cái đoàn tàu mà có cái khuôn mặt ở phía trước không? Đó là Thomas. Bộ phim hoạt hình này tôi không có xem, nhưng mà cái meme về Thomas thì thực sự ở trên mạng cực kỳ nhiều luôn các bác ạ. Đặc biệt là có những cái meme mà Thomas là một con quái vật các bác ạ, xuất hiện theo rất là nhiều hình dạng khác nhau, từ nhện rồi từ quái vật nhiều chân các kiểu. Và từ đó cái meme kinh dị về cái đoàn tàu Thomas nó cực kỳ nổi trên internet lẫn cộng đồng Creepypasta các bác ạ. Và một tựa game theo chủ đề đó là đợi vào hôm nay chúng ta có đây Jojo Jog. Và anh em sẽ được thấy một con quái vật trong hình dạng một đoàn tàu nó như thế nào. Let's go boy. Tại khu mỏ mà tôi đang giám sát, Eugene. No, trust me. You'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's động bảo tàng, ok. Có cái gì đó rất là lớn trên hòn đảo. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. You're the biggest attraction your city's ever seen. Hạ gục thứ nào, thứ gì cơ? Yes, meet me on the docks at sunset. Đó, anh đang thấy cái hình ảnh chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Này chắc là Jog rồi. Bây giờ không phải là Thomas nữa mà gọi là Jog. Yes, sir. Họ gọi đó là Jog. Charles. Nữa tàu, nữa nhện. nhìn được ở đây mà. Ok, ok. Nice. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to. Chào mừng đến với Arenarium, hòn đảo người thờ mõ tự đào huyệt chôn mình. đi dáng một cười vậy. Wow. Sao tôi nhìn kiểu gì đây? Thế mà tôi nhìn kiểu gì đây? Trái phải. Hơi đau mắt. Hello bác, sao người bác lại tự dưng phát sáng vậy? Tôi nghĩ là cái tên của cái tựa game này Jojo Jog nó cũng lấy từ cái meme mà Jojo motherfucker. hơi bậy xì. Có một nhà kho xe lửa trên đỉnh đồi. Một trong những người điều khiển tàu đã bị giết. Vì vậy động cơ cũ của nó phải ở trong đó. Nếu chúng ta có thể tiếp cận nó có thể là một công cụ không thể thiếu. Ok. Stay close. Sát vô. Không muốn bị lộ ra quá lâu đâu. Ok. Ui à. Chạy nhanh nhanh. Có cần phải gấp gáp phải không? Chà. Chúng ta có một quả đồ hòa khá là ổn áp đấy chứ nhỉ. Và tôi xin nhắc lại, đây là game kinh dị nha. Hãy cẩn thận trước khi xem nhá. Sao đây bác ạ? Tiếp tục là sao đây? Bay cao vai. Xong bác của tôi lại giống như cái đèn bị hỏng vậy trời, cứ nhấp nháy liên tục. Shucks, it's locked. Nó bị khóa mất rồi. Not to worry, we can still find a way in. There's a small shack up the path. Trên đường có chìa khóa. Take this map, I just marked the location on it. Ok. See if the key is up there. Lên đó xem có chìa khóa không. Ok bác nhá. Bật bản đồ, ok. Ui à. Lần đầu tiên tôi thấy một quả bản đồ nhìn kiểu chân thực đến vậy anh em ạ. Zoom đến từng ngóc ngách luôn. Cứng chưa? Chúng ta đang ở đây, đây, ok. À đây, ý bác nói là cái lá này đấy, phải không? Xem nào. Tiếng gì đây? Đừng làm em sợ nhỉ. Mà cái khóa nó có cần phải bự vậy không nhỉ? Good on you. Okay. Looks like you found it. Open up that door and lead the way. Okay. Ooh, look at this. Một đoàn tàu trong hình ảnh trên menu này. Đoàn tàu bá đạo của bạn. Okay. Có một tờ giấy ghi... À, cái này là cái mẫu sữa tựa. Cấp độ sát thương giáp. Đồng nát. Chúng ta cần đồng nát để mà nâng cấp. Gì đây? Ôi mát.
Vai cả build cho cái súng như này luôn hả? Wow. À, bắn lâu quá là bị nóng các bác ạ. Ok nhá. Ok. Bác vào đây lúc nào vậy? Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Okay. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun. Nó sẽ hay ho đấy. Dùng chứ. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Nhưng mà cháu nghĩ là quả súng này nó nhìn nó hơi đuối. Are you ready to take this thing for a spin? Okay, sẵn sàng. Let's go. Xem nào. Thôi, kéo cần lúc. Let's go. We're coming for you, Charles. Chắc đâu rồi, mày ở đâu? Do you hear that? It's him. It's him. What? Whoa. Ê, chết rồi, nóng quá rồi, súng nóng quá rồi nè bái. No. Ôi, bác Eugene. Thôi xong rồi. Bro. No. Bác ơi. This is now. Trời ơi. Yes sir. Easy in. Easy out. Bác ơi. Cháu sẽ đem bác vào bệnh viện. Trời ơi. I don't have time to explain. Mà nó từ đâu ra vậy? The eggs. Tìm những quả trứng. Tìm con trai của tôi. No. Mà con tàu khốn nạn. Tôi tưởng là tôi đã quá chủ quan các bác ạ. Tôi đã quá chủ quan. Tôi tưởng nó không kinh dị đến như vậy, nó không khủng khiếp đến như vậy. Nhưng bác yêu trình của tôi đã hy sinh rồi. Mà bác ơi, cháu sẽ trả thù cho bác. Cháu sẽ cứu con của bác. Cháu sẽ tiêu diệt cái thứ khốn khiếp đấy. Chọc mày nhớ mặt bố đấy nha. Má. Kinh thực sự. Tôi đang bắn cái nó bị nóng súng này mà. Cái này là đi lùi phải không? Ồ, cái này là đi lùi. Này đi tới. Còn cái này là dừng phải không? À, cái này là dừng. Rồi, ok, hiểu. Hãy đi tới. Tôi đang đi. Tôi nghĩ là chắc anh em ta đi thẳng đi, đừng rẽ trái nha. Thẳng luôn đi. Rẽ phải đi. Mà ui, kiểu anh em ta chưa bao giờ chơi cái game nào mà nó như này nhỉ. Chúng ta điều khiển một cái toa tàu mà chúng ta đang lên đường tiêu diệt một cái toa tàu khác. Lạ thực sự. Game. Đâu rồi mày, đâu rồi? Tiếng gì đấy? Chim nào, chim gì kêu đấy? Chuyển đường ray à? Đợi xíu nào, tôi phải xuống tôi chuyển cái đường ray cái đã. Thì mới đi sang phải, mới đi sang trái được. Đặt quần coi này. Ok. Chúng ta đi qua bên phải nha. Let's go. Nãy nhìn nó kinh nhờ. Khiếp thực sự. Nhìn ớn á. Sinh vật kiểu quái đạn kiểu gì mà. Ê có. Ê khoan. Cái gì đây? Đây nè. Cái thùng màu vàng ấy em ạ. Ủa có một cái lán sáng sáng trước nữa. Cái gì đây? Nhiều đồ quá, nhiều đồ quá. Nó cho tôi đồng nát lên em ạ. Như vậy. Xem nào. Chúng ta có 7 đồng nát. Nâng cấp tốc độ, nâng cấp sát thương. Tới đoàn nữa đi. Có cái lán sáng sáng kìa. Dừng lại luôn, đây luôn. Ê, hey, hello. Dừng lại.
mình cần phải kéo thêm người khác giúp đỡ trong cái chuyến hành trình tiêu diệt con này anh em ạ. Hello Eugene sếp. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would Karin. Be you. Ừ, là tôi đấy. Some scrap metal in the balcony room of trong my house ban công. You could use to repair and upgrade your train. Okay. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Nói chuyện với mọi người. Anyone not wearing a mask, that is. Bất kỳ ai không đeo mặt nạ hả? Thế nãy giờ cô nói mà tôi không thấy cô, cái miệng của cô nó di chuyển luôn, thì cô có đeo mặt nạ hay không? Hy vọng là không. Check out the balcony and take whatever you can use. Okay. Good luck with everything. Okay, good luck. Cảm ơn nhiều Candy. Tôi không nghĩ là một ngày cái meme đó nó lại trở thành một cái trò chơi các bác ạ. Tỉnh thực sự. Oh. Yes. Nhiều quá. Ok, nice. Ui, nâng cấp một đống luôn. Có một cái tờ giấy. Sao nào? Chúng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi hết mức có thể, nhưng mà mấy ngày qua thật là hỗn loạn. Đấy là còn nói giảm nó tránh nhá. Cho gần đây hung hăng hơn, đến mức tôi bắt đầu lo sợ rằng sẽ còn bao nhiêu người trong chúng tôi bị bỏ lại trước khi cứu viện đến. Tốc độ thần thánh Eugene. Chúng tôi trông cậy vào anh. Một cỗ không đi theo giúp mình ta. Xem chúng ta nâng cấp được gì nào. 10 đồng nát, nhiều phết đây này mà. Sát thương, giảm sát thương này hợp lý. Ủa, có nhiệm vụ vũ khí nữa anh em ạ. Tôi phải đứng ngoài này, tôi nhìn xem thử. Ê. Có cái gì bên này này. Ồ, những toa tàu bị hỏng anh em ạ. Có ai đó ở đây. Xem trên bản đồ nó hiển thị chỗ này là. À, rồi hiểu. Sao nào. Chà, tựa game này khá là biện đấy. Những đây là một cái khu vực bỏ sót của những cái toa tàu bị hỏng các kiểu là vứt ở đây anh em ạ. Ai à, quá nữa hả. Nhà có ai này. Ô, có ông chú nào ngồi trong kìa. Hello sếp. Look kid, I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Daryl, okay. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard ném last chiếc night. Rương bị khóa vào after beating on it for a few hours, I didn't break anything, but không I sweat. Được. Okay. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Okay, cho em here, đi. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. And I might just give you some scraps to help improve your train. Okay. Sao mọi người trong này nói chuyện mà miệng lại không di chuyển gì hết nhỉ? Hay vậy ta. What? À, một cái puzzle nhỏ. Ây da. Ok nha. Ây. Ôi vậy mà hốt kìa. Ôi. Hãy ấn phải căng lắm đấy. Oh, let's go. Trả lại cho Daryl. Ok. Dạ, nâng cấp được đoàn tàu khá rồi nè mà. Đây rồi, sếp ơi. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd looking piece of junk you found inside. Thứ đồ bỏ đi kỳ quặc mà bạn tìm thấy bên trong đó. Hơi thất vọng. You earned my respect, so here's some scraps, like I promised. Cảm ơn nhiều. Lại các đồng nát để nâng cấp tàu ạ. Cô được nhìn ớn lên em ạ. Ê khoan. À, Nice. Ui kiểu đi vào trong rừng mà không có cái con tàu của mình thì hơi bị nguy hiểm đấy. Hơi sợ đấy. Nâng cấp nào. Ui dồi 35 đồng nát. Và ai giàu rồi em ơi. Ồ, tôi nâng cấp hết sát thương luôn. Đúng rồi, nâng hết sát thương luôn. Xem nào, chúng ta sẽ đi tới cái điểm này. Ê, stop. Cho motherfucker.
Stop. Ok, có sếp nào ngồi đây? Hello chị. The monster hunter has arrived, I see. This is no ordinary hunt. Đây không phải là cuộc săn bình thường đâu đấy. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. Ok. Cứ Uyến nó sấp mặt nó sẽ chạy vào rừng để hồi máu các kiểu xong nó ra nó Uyến tiếp thôi. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Phải tham gia vào một trận sinh tử luôn à. Dispersed around the island are three eggs. Locked in the island's three ba primary trứng. Mines. Trứng gì cơ? Trứng của con gì? Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Why? Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Có một quả trứng trong mỏ ngay dưới kia, theo hướng đường ray. Okay. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Ok, đã hiểu. Ba quả trứng à? Phải tập hợp đủ ba quả trứng thì chúng ta sẽ kéo nó ra được. Kéo con quái vật chóc ra được để Uyến một trận gọi là sống mái với nó luôn. Căn nhà này khóa rồi chị ơi. Chị cho em cái chìa khóa đi chị. Để xem trong nhà có đồng nát không. Ôi anh em nhìn giữa hồ này nó có cái gì này. Thấy không? Đây là điểm của chúng ta thám hiểm cái mỏ phía bắc. Đám lâu la đang giấu một quả trứng quan trọng. Một quả trứng à? Lạ vậy ta. Ý là quả trứng của con gì? Đừng nói là con tàu nó biết đẻ trứng nha. Bây giờ chúng ta qua cái khu cái chỗ này luôn này. Đấy. Qua xem là nhiệm vụ vũ khí này con nó thực sự là cho chúng ta cái vũ khí gì đó à? Chết phát thử xem. Stop. Chu. Xem nào. Cái này nhìn hơi sợ nhỉ. Hello sếp. I made a little flamethrower as an addition to my starter train home defense plan, but as you can see, it is slightly backfired. Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. Shoot dang. Chế súng lửa đốt cháy nhà họ vậy liền. I would love to save the shed though. Okay. If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can take it. Tôi có thể lấy nó hả? Vậy ông không dùng nó luôn à hay gì? I'd assume you're the monster hunter that folks săn quái vật hả? So, a weapon like this could come in handy. Lại thêm một người là nói mà không mở miệng luôn ạ. Bây giờ làm sao cho cái chỗ này nó không cháy nữa? Nhưng mà cái súng vẫn còn an toàn ta. Trên này có cái gì này? Đồng nát. Phát nước. What? Phát nước vậy thôi hả? Đơn giản vậy. Using the water tank to put out the fire. Dùng bồn nước để dập lửa. Thiên tài đích thực. Ủa? Ông chú ơi, nó nằm ngay trên kia thôi ạ. Tôi chỉ lên tôi vặn cái cần thôi ạ. Here, take old bug spray. Cause of this chaos. Thuốc xịt côn trùng. What? I don't want to see it anywhere near here again. Shoot dang. Ok, sếp nha. Oh. Đổi màu của con tàu anh em ạ. Rồi ok hiểu. Thuốc xịt côn trùng. Oh. Wait. What the heck? Ah! My. Ây, shit. Ây. What? Sao nó mình như vậy?
8 đồng nát. Ui à, hết chết máu luôn. Mệt quá. Ở đây chúng ta có 4 cái thanh treo, có nghĩa là chúng ta vẫn còn 2 cái súng nữa, 2 cái loại súng gì đó nữa. À, hầm mỏ đây rồi. Đây rồi. Ok nhá. Đồ đạc gì trong này? Đông nát. Chắc phải cho con tàu nó chạy nhanh hơn xí các bác ạ. Này nó cắn kinh quá. À. Đỉnh thực sự mọi người ạ. Mà nãy tôi cố gắng tôi bỏ chạy mà chạy không được nhỉ. Kiểu nó nhanh khiếp luôn ấy. Ô. Mình chạy vào đây luôn không? Không được. Này đi bộ thôi các bác này. Đây rồi. Nhưng mà nhìn hơi sợ đấy. Hơi sợ đấy. Trong này nó có quả trứng gì à? Trứng của một con quái vật hình dạng như là đoàn tàu vậy. Có vẻ hơi lạ. Trứng nhện á. What? Trứng gì đây? Thư khẩn gửi ông Warren. Trong khi khai thác ở đường hầm xa nhất, chúng tôi đã đào xuyên qua một bức tường và đi vào một hang động lớn. Có điều gì đó kỳ lạ đây và chúng tôi không biết nó là gì. Chúng tôi đang yêu cầu ông Warren đến thăm khu mỏ phía nam trong thời gian sớm nhất. Địa chỉ dẫn thêm cho chúng tôi. Ok nhá. Phát hiện là một hang động lớn. Phải nấp các bác ạ. Sao nó có hai đường nhỉ? Để dưới hang rồi sau mở bản đồ được. Như này đi, như này sao lát biết đường ra ta. Lại khóa nữa. Hay. Hay. Nice. Tổng xinh lá. Ok. Hello. Ấy quên, đừng có hello trong này. Đang trốn mà. Cái gì đây? Cái gì trong đấy đây? Oh god. Hang này lớn rồi nha. Hơi sợ anh em ạ. Ấn quá, ấn quá. Ai đây? Ui, ui. Damn, có người anh em ạ. Đi là còn huyết sáo nữa cơ. Ui, ui, ui. Shit. À đây rồi. Nếu không biết anh em ạ, tôi lấy rồi, tôi lấy quả trứng rồi. Tôi lấy quả trứng rồi. Mà khoan, ấn đi. Đúng, à, quả trứng này. Một trong ba quả trứng cần thu thập để kích hoạt ngôi đền và triệu hồi George tham gia một trận đấu sinh tử. Vậy có nghĩa là cái đoàn tàu quái vật này cũng được hỗ trợ bởi một cái tổ chức nào đó à? Kiểu nó được sinh ra bởi bàn tay con người chứ không phải là một con quái vật mà xuất hiện trong tự nhiên. Đúng rồi, tại vì nó là đoàn tàu mà. Hợp lý đó. Này có cái hồ này, tôi nghĩ anh em mình vào thử cái hồ này xem luôn nha. Ồ, có ai đó, ai đó ấy. Đúng nét. Đây này, có vị phù thủy nào bên này? Đây phải phù thủy không? Well, hello, darling. Little Muckwater. Chào cưng. I'm making a fresh stew with ingredients for my very own swamp. Có miếng thịt nào à? I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scraps. Okay. Although
you'll need to be wary of Barry. Barry? The swamp monster. Why? Keep an eye out for him splashing around. And don't move if he gets close to you. As long as you stand still, he's as kind as a kitten. Đừng di chuyển nếu nó đến gần, ok nhá. Nhà có bà. Yes. Công thức món hầm siêu ngon. Nước đầm lầy muối, cỏ ba lá, bụi, vãi cả bụi. Ok. Bên kia phải không? Thấy nước tung tóe thì đứng yên. Ui, thầy ơi. Nó đứng gần vậy. Vãi. Nó đang ở khá xa tôi các bác ạ. Ui, nó tới ôi. Đâu rồi? Ôi, ôi, qua rồi. Nice. À, con cá này nhìn như kiểu cá làm bằng nhựa vậy. Hả? À, trả lại cho Lick Bell, ok nhá. Nhìn con cá nó cứ sai sai kiểu gì ấy các bác ạ. Rồi. Lên rồi. Lên rồi. Yes. Đây bà What ơi. What a delicacy you found. Here are those scraps I offered. Bao nhiêu? Have a safe night, little Ok, friend. Cảm ơn bà. Nhưng mà khoan, bà cho bao nhiêu vậy? Ui, cho nhiều vậy Linh luôn. Cảm ơn bà, thank you. Uầy, để xem. Trời ơi, 41 đồng nát luôn. Xem nào. Chạy cực nhanh luôn là nó bắn không được phải không? Giáp, tăng thêm giáp này. Ok. Nhìn quá trời, nhìn khiếp thế nhở. Hơi sợ. Ê. Chào chị. À, có chị gái xinh đẹp nào đây này. Quý bà chưa chú. I ate the last jar of pickles I had in my house. And there's only one jar of pickles left on the island. Mẹ thực sự. I've gotten them hours ago, but I lost my pickle key. Someone else on the island might have some lock pickles. I mean, lock picks. And if you can bring me my special jar of pickles, I'll give you all the scrap metal I have as a reward. Lọ dưa chua đặc biệt à? Hay thế nhỉ? Ôi ôi. Lấy dưa chua ngay chỗ này ạ. Cái gì đây? Ôi thôi chết rồi. Ôi thôi chết rồi. Shit. Chạy đi. Ôi, nhìn kinh thực sự. Ôi. Trời ơi. Chết tôi rồi. Không. Sao lại chật bánh? Tôi chỉ có tôi đứng ngay cái. Ây da, biết vậy mình chui xuống ngay dưới nhỉ. Trời, biết vậy mình chui xuống dưới này. Chui xuống được không ta? Không được, không chui được. Ui, mà nãy bà chị chạy nhanh thế. Cay bà chị thực sự. Chạy xong đóng cửa lại không cho tôi vào luôn ạ. À. Bà chị vừa chơi một vố khốn nạn với tôi, bây giờ tôi lại đi giúp bà. I thank you so very much for bringing me my pickles. You are my pickle hero. Thôi, được rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn thím nha. Một lần và mãi mãi. Cho bao nhiêu vậy? Ui, cho nhiều thực sự anh em ơi. Cho 55 đồng nát luôn. À, đoạt tàu màu tím. What the heck. Đây, tức là trên bản đồ chúng ta sẽ có những cái biểu tượng màu vàng.
là những cái người mà cần giúp đỡ. Đấy, khi mà chúng ta giúp họ thì họ sẽ cho mình đồng nát. Đồng nát. Và cái nhiệm vụ màu xanh dương ấy là nhiệm vụ chính. Đấy, chúng ta sẽ tới đây để tìm hiểu thêm về cách để tiêu diệt Jock. Và nhiệm vụ màu đỏ là chúng ta sẽ kiếm được thêm vũ khí. Bây giờ anh em ta lên đây, lên hẳn trên này luôn thử xem. Ôi, trên bản đồ kiểu có nhiều chỗ lạ phải anh em ạ, như này. Đây này, đây. Một cái gì như cái kim tự tháp này. Hả? Bên này chúng ta có một cái tháp nhỏ nhỏ. Tự dưng nó bất thình lình nó chui ra ở đâu không ai biết được đâu. Sắp tới rồi các bác ơi. Ok. Đã tới nơi. Đây, bên này. Chính là căn nhà này. Có người nào đó trong này có thể giúp tôi được. Cửa khóa. Hello. Lên trên này, lên trên xem. Tôi thấy á. Đây rồi. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Greg. Name's Greg, by the way. Okay, Greg. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs locked away. Okay. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. What? Đoàn tàu quái vật nỡ ra từ quả trứng à. To prevent this, we need you to steal all 3. And use them to bait Charles, so we can destroy him. Da hiểu. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Okay. Lại thêm một người cho mình chìa khóa nữa. Và chúng ta lại biết thêm một vị trí của hầm mỏ ngay đây. Đâu á? Nó vừa zoom đi đâu á? What? Ai trên này luôn anh em ơi. Ngay phía trên này là bí ẩn hầm mỏ phía bắc. Vậy là chúng ta có quả trứng thứ nhất. Còn hai quả nữa và còn rất là nhiều nơi kỳ lạ mà chúng ta cần khám phá anh em ạ. Ví dụ như là chỗ này chẳng hạn này. Lạ phết nhờ. Nhảy từ đây xuống liệu có chết không ta? Cái giấy này. Tôi cần phải viết ra giả thuyết này thật nhanh trước khi Warren phát hiện ra rằng tôi đang để ý đến âm mưu bẩn thỉu của ông ta. Giả thuyết của tôi là ông Warren Warlord, bà đang cố gắng ấp nở và nuôi thêm những sinh vật 8 chân này. Cả một đội quân cho một mục đích không ai biết. Họ đã tìm thấy cả một ổ trứng đó trong khi dọn dẹp các mảnh vụn từ tháng. Vậy là những quả trứng đã sinh ra những cái con quái vật quái. Con quái vật như kiểu Jock. Nó ở trong hang động. Chúng tôi cũng biết rằng chúng cứng như kim cương, hoàn toàn không thể phá hủy. Những người thờ mõ đã dành nhiều tháng sử dụng lăng kính của ngôi đền. Lăng kính của ngôi đền để hút năng lượng ra khỏi tất cả những quả trứng. Nhưng trước khi họ có thể phá hủy 3 quả cuối cùng, lão già Warren đã ngăn họ lại. Warren hẳn đã nhận ra sức mạnh của những thứ này và thay vì bảo vệ chúng tôi khỏi chúng, lão ta lại muốn sử dụng chúng để thôn tính thế giới. Thuyết âm mưu kinh thực sự. Thì ra là những cái ngôi đền này các bác ạ. Đây chắc chắn là cái ngôi đền mà sử dụng để hút năng lượng từ quả trứng này. Chắc chắn là vậy. Tôi còn thấy có cái gì đó nhỏ nhỏ ở ngay đây, ngay giữa luôn. Tôi sẽ dừng cái tập này ở đây các bác ạ. Chúng ta sẽ khám phá tiếp theo ở cái hang động này ở tập sau, cùng với đó là những người xung quanh đây. Cái gì đây? Tôi tưởng Jock nó lại tới tiếp chứ. Sợ thế nhỉ. Ok, được rồi, thì tôi sẽ dừng tập này ở đây. Và chúng ta thấy như là cuộc phiêu lưu này còn rất là nhiều thứ để mà tìm hiểu đây. Một cái tựa game nó vừa hơi hài, mà nó vừa hơi sợ, mà nó cũng hơi cuốn đấy anh em ạ. Được rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem mình chơi Chu Jock. Và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của cái tựa game này. Và nếu anh em thích tựa game này, đấm vỡ cái nút like. Bây giờ thì mình Dũng xin bye. Chào, tạm biệt, chúc một ngày tốt lành.